The Shadow Over Rue 80. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái game tên là Bóng Tối Trên Tiếng Đường Thứ 80. Nghe cái tựa có vẻ huyền bí và khiến cho mình có cảm giác rất là tò mò. Game này thì ở phần chú thích của nó không có ghi gì nhiều cả, nó chỉ ghi đúng cái tựa này thôi. Và đây là một game gọi là kinh dị các bạn ơi. Vẫn như thường lệ thôi, kênh của mình, kênh Bức Thường Gaming thì lúc nào cũng đưa đến cho các bạn những cái game kinh dị mà không biết là nó có kinh dị thật sự hay không. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào game luôn chứ. Đây là một cái nơi trong giống chạm ga. Có lẽ là xe hết xăng chăng? Hay là chúng ta là một cái kẻ ở trong cái trạm này? Nãy nó hiện cái chữ rất là nhanh các bạn ơi. Tại cả tốc độ chuột nó cũng nhanh nữa. Rồi, nghe thử điện thoại xem. Không biết tại sao mà điện thoại chớp cái đèn lên. Nhưng mà nó lại không có kết nối được với đâu cả. Cái chuyện gì đây xảy ra đây? Có cái gì ở bên ngoài à? Mình cảm thấy cái game này có cái đồ họa khá đặc biệt nha. Kiểu như nó vừa chân thật mà nó vừa gọi là cắt giảm đi chất lượng ấy. Không biết là cái game này có được xếp vào những game đồ họa chất lượng kém nhưng mà nó lại tốt hơn một tí không? Tại vì có một cái phong trào là về những cái game kinh dị mà chất lượng kém đó các bạn. Mà những cái game như vậy thì nó cũng khá là ghê. Nó cũng rất là hay cho nên là mình không cảm thấy có vấn đề gì về những cái game đó cả. Rồi. Chắc là có gì đó không ổn ở đây rồi. Sao đèn nó lại chớp tắt như thế này đây? Khoan đã, mình không có cái đèn pin. Tại mình thấy đèn pin để ở đây. Để rất nhiều đèn pin ở chỗ đây luôn. Nhưng mà chúng ta không nhặt được một cái nào cả. Không mở đèn pin lên được. Tập thời ra chỗ này thử chứ. Cửa tự động mở. Và đúng thật là những cái chỗ này thì cửa tự động mở thật. Rồi. Tôi không... cái vị của nó khá dở cho tôi không muốn uống một cái ly nữa cho đêm nay. Uống cà phê. Chắc là thanh niên này là kiểu trực ca đêm rồi. Trực ca đêm thì nó nhiều tiền hơn, nhiều lương hơn, nhưng mà có điều là nó rất là đáng sợ. À, cái cần phải sợ là bóng đen này nọ các thứ. Ở cái đèn mà nó chớp tắt như thế này thì làm sao mà chịu nổi đây, sửa ngay lên vào luôn đi. Ê, mình đi ngang qua cho nó mới mở đúng không? Chứ không phải là có ai đó vừa vào nhỉ? Không biết là ở đâu mà bận thế thôi. Cái này là cái gì đây, vàng vàng đi. Rồi, tôi nghĩ đó là toàn bộ rồi. Mình không biết là mình cần phải làm những gì. Thôi thì có sao cứ làm vậy trước đã. Ê, mình nghe thấy có tiếng của xe. Kia rồi. Ê, que khách hàng. Có cái gì đó không ổn các bạn ơi. Có gì đó không ổn đang diễn ra ở cái trạm ga này. Cái tuyến đường 80 này có gì đó không ổn rồi. Gì thế? Cái tiếng nói gì mà rất là khó nghe. Chẳng nghe thấy gì cả.
không biết là ai đang nói chuyện với mình nữa, và cái xe đó không có ai cả, không có người ở trên đó. Mới là có một cái gì đó màu đỏ đỏ, kiểu như có đứa nào cố tình trêu mình vào ngày Halloween, xịt tương cà lên xe. Và mình không biết là chúng ta cần phải làm gì tiếp theo. À, cắm hút thuốc. Wow! Cái gì thế? Có một cái kẻ nào đó đang đứng ở ngoài kia và mình hoàn toàn không có đèn pin các bạn ơi. Nó tối như thế này làm sao mà chơi? Đùa à? Cái kia chắc chắn là cái đèn pin rồi, mình nghĩ vậy. Nếu mà nằm trên đất đây đấy. Wow, tương cà xịt đầy đất. Không biết là cái kẻ nào chơi xấu như vậy nữa. Chắc là trêu mình vào ngày Halloween đúng không? Nhưng mà cái gai đó là mình nghĩ chắc là đã qua rồi. Cái bộ video này đã được đăng lên nó là qua rồi. Oh my chuối. Chắc chắn là chúng ta cần phải đi theo cái con đường này rồi. Con đường mà nó vẽ sẵn cho chúng ta bằng những cái vệt màu đỏ đỏ. Thùng rác à? Cái gì đây? À, cái rừng các bạn ơi. Chắc chắn không ổn rồi. Không hiểu sao cái game này nó tạo cho mình có cảm giác khá là hãi hùng bởi cái bầu không khí của nó. Mình nghĩ chắc là do cái đồ họa của nó khá là mới mẻ, mình nhìn không quen mắt, mình cảm thấy hơi ghê ghê rợn rợn. Và lại con ma nó cũng khá là bí ẩn nữa, chúng ta vẫn chưa biết là cái gì cả. Đây nó không ghi một cái thông tin về game này. Những cái bí ẩn và những cái khúc mắc đó làm cho chúng ta cảm thấy hơi sợ hãi. Rồi có cái gì màu đỏ đỏ đang nhìn mình đúng không? Cái gì đó màu đỏ đỏ phía trước các bạn ơi. Cái gì thế? Vẫn chưa xuất hiện, con đường khá là sâu. Và cái đèn pin, dù có cái đèn pin đi nữa rất là tối, không biết là các bạn có nhìn thấy được đường hay không, mà chỉ lo chuyện đó thôi. Ê, đi đây. Tại sao mà cái tiếng đường này lại có một cái gọi là ngôi sao năm cánh là như thế nào? Nghi thức triệu hồi ác quỷ. Cái xương sọ của con gì đấy, con linh dương hay là con gì không biết nữa. Ok. Đây là chỗ gì đây? Chúng ta không đi tiếp được à? Đằng kia có một cái ngôi già màu đỏ. Rồi chúng ta không đi tiếp được. What the hell? Những cái tảng đá đó là gì đây? Mình cần phải quay lại à? Đã đi đến tận nước này rồi. Rồi. Chắc chắn là chúng ta không thể quay lại rồi. Mình thấy cái gì đó rồi. Không biết là các bạn có thấy hay không. Có cái gì đó ở dưới. Xem chứ. Bây giờ mình sẽ gọi là vô cảm, đi thẳng về phía trước, bốc cơ phay xem. Ồ. Lại thấy nữa rồi. Có cái kẻ nào đó đây cố hù mình. Mới rồi mà chưa ra tay. Không biết là cái mục đích của đó là cái gì đây. Oh my god. Nó đã phá nát mọi thứ.
Xe không còn ở chỗ này nữa rồi. Mình sẽ phải kiểm tra ở ngoài đây rồi. Có cảm giác như đây bắt mình gọi là đi đường vòng hay sao ấy, tại chỗ này nó không có gì cả. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh còn sáng đèn à? Gì thế này? Rồi một cái đầu lâu ở trong cái bồn cầu. Không mở được, nó đã bị khóa rồi. Rồi, mọi thứ đều không mở được. À, bên đây thì có gì nào? Bên đây có hàng rào. Tại sao một cái nơi rõ ràng kiểu trông nó hiện đại như thế này? Cái nơi mà chạm xăng mà nó lại có gắn thêm cả cửa hàng tiện lợi đi cùng nữa. Mà nó lại ở một cái vùng đất hoang vu như thế này là như thế nào? Nó tối quá không nhìn thấy gì cả. Ở ngoài đó có vẻ là đường quốc lộ để mình muốn ra đó thử xe, nhưng mà nó tối quá không nhìn thấy, cho nên là không ra được. Cái cửa vẫn gọi là hoạt động. Rồi, kể cả đây. Hóa ra là mình có thể giặt được. Rồi hiểu rồi. Anh nãy mình thấy cái chỗ nghi thức nó có ít nhất là những cái bệ, bốn cái bệ đá. Và nếu mà cần cái số lượng cho cái ngôi sao năm cánh đó thì chúng ta cần phải thu thập được 5 cái đầu lâu nữa. Ê, tại sao lại phải làm cái chuyện này đây? Đầu này là cái đầu lâu thứ hai. Còn đầu lâu đầu khác ở đây không? Không. Ui, có cái kẻ nào đứng ở trong cái. Rồi. Thôi, kệ đi. Không biết tại sao nó lại tắt được cái đèn pin trên tay của mình nữa. Chỉ với hai thôi, không biết là nằm ở chỗ nào nữa đây. Nếu mà nó nằm ở ngoài đường này thì chắc là mình không tìm thấy được rồi, tại vì nó tối lắm các bạn ơi. Đây. Mình có thể đi ra được ngoài đường này. Mình sẽ thử đi nhé. Cảm thấy khá tò mò. Rồi không được đi xa hơn rồi. Cảm thấy khá tò mò, không biết là ngoài đây nó có gì không. Mình nghĩ chắc là không rồi. Ta cần quay lại thôi. Nó có thể là ở trong cái chỗ này nó có gì đó. Mình thử vào nhé. Chỗ này bị đổ sập rồi này. À đây. Không biết là tổng cộng bao nhiêu vậy. Mình đứng khá là xa chứ. Bốn. Vậy là có khả năng là chúng ta cần đến năm. Ôi, chuyện gì sắp xảy ra đây? Ê. Cái quái gì thế? Có khi nào mình đã thu thập đủ rồi không? Cái này nó giống như cái đầu lâu vậy. Wow. Bây giờ mình đã nhìn thấy được khuôn mặt của anh rồi, anh đã hé lộ cho mình thấy rồi. Nó lại chơi kiểu hack não như thế này rồi.
Cái phòng này thì mình đã thu thập rồi. Uầy, cái gì thế? Đúng thật là có cái thứ năm các bạn ơi. Mình nghĩ là thể nào cũng có cái thứ năm, cho nên là mình thử đi theo cái đường mà lăn bánh như thế này. Mà mình thật sự tìm được. Rồi, vậy là chúng ta đủ năm ngôi sao năm cánh rồi đấy. Đã có một cái gì rồi. À, còn sao đập cánh là chúng ta cần phải tìm đúng 5 cái sọ thì mới được. Bây giờ thử đi lại đó xem chứ. Nó vẽ sẵn đường cho chúng ta luôn rồi. Không biết là cái gì nữa nhưng mà nó rất là cao. Mình đang đi đúng cái đường luôn rồi. Hóa ra cái đường này kết nối với nhau. Từ bên ngoài mình vẫn có thể đi thẳng đến được. Không cần phải vào trong tòa nhà. Gì thế? Đó là cái gì vậy? Ui! Wow! Đúng thật là cái coi này nó được triệu hồi lên rồi. Quá là cái đầu đó không phải là của một con linh dương hay là con gì cả. Ê. Ôi được, cái đó phải xoay đầu ngược lại nhé. Nó đã cất công xuất hiện trước mình rồi thì tại sao nó lại không gọi là xuất hiện ở đó luôn đi. Hay là nó bảo mình hãy chạy đi. Đừng có đùa chứ. Đã đến cái nước này rồi còn phải chạy đi nữa à. Ừ chạy đi chứ. Rồi cái đèn vẫn mở lên được. Rõ ràng là nó không có ý định cho mình chạy về rồi. Nhưng mà mình đã giúp nó hồi sinh lại. Gì thế? Gì thế? Trông rất là ghê chứ. Tại sao nó lại hết một cách ảm đạm như thế này cơ chứ? Có vẻ như là cái thế giới nó đã bị những cái con này xâm chiếm rồi. Nhưng mà kiểu như nó rất là ảm đạm. Một cái kết thúc mà mình không bị cái gì cả các bạn ơi. Có khi nào là do mình thực sự là mình đã chịu hồi cho nó sống lại cho nên nó bỏ qua cho mình hay không? Chẳng thể tin được cái chuyện đó lúc nào cả. Mình có thể tự do thản nhiên quay trở về cái căn phòng đầu tiên của mình được mới hay chứ. Rồi. Vậy thì video này đến đây là kết thúc nha. Tóm lại là mình không hiểu được là rốt cuộc là nội dung của cái game này là gì cả. Những cái game kinh dị thường có nội dung rất là bí ẩn. À, chúng ta cần đi thu thập những cái sọ và để mà kích hoạt một cái nghi thức gì đó. Và cái đầu nằm ở chỗ đó không phải là cái đầu của một con tuần lộc hay con gì cả. Mà là cái sọ của một con ác ma. Và sau khi chúng ta gọi là hoàn thành thu thập những cái sọ xong thì nó được triệu hồi và trở nên khổng lồ rồi, cái là hết game. Thực sự khó hiểu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu mà thích video này hãy bấm chuông like đăng ký để cả người mới đừng quên cái chuông để nhận được nhiều thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.